Xin chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Thì hôm nay Khoa đang có mặt ở trong tòa nhà S902, khách hàng vừa mới nhận bàn giao. Tòa nhà S902 thuộc phân khu Origami nằm trong đại đô thị Vinhomes Grand Park của thành phố Thủ Đức, quận 9 cũ của chúng ta. Thì Khoa xin dẫn cho các chị đi tham quan căn nhà thực tế vừa mới nhận bàn giao cách đây vài ngày. Thì căn hộ này chủ có nhu cầu muốn ký gửi để chuyển nhượng lại, thì đang có nhu cầu muốn chuyển qua một cái khu vực khác để gần chỗ đi làm hơn ở khu vực trung tâm. Căn hộ thực tế 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, có tổng diện tích là 82 m². Thì đây là cái view về hướng trung tâm của thành phố, về hướng khu đô thị, khu công nghệ cao, khu quận 2 Thủ Thiêm và khu trung tâm thành phố. Chúng ta có thể thấy được cái tòa nhà Landmark 81. Thì từ cái view này thì chúng ta sẽ thấy được pháo hoa của khu vực thành phố mỗi khi dịp lễ Tết hay là những kỳ đại lễ của thành phố mình. Bây giờ Khoa cùng các bạn cùng tham quan bên trong nhé. Đây là quang cảnh bên trong của căn hộ 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, thì có diện tích là 82 m² các anh chị. Chúng ta sẽ được bố trí ở bếp bên đây, thì chủ đầu tư bàn giao thực tế như thế này và không có bàn giao bếp, thì đây là cái khu vực bếp chúng ta sẽ hoàn thiện ở khu vực này. Điều đặc biệt là căn hộ của chúng ta gần khu vực thang máy thì sẽ thuận tiện cho các cô chú lớn tuổi mà chúng ta di chuyển thang máy hoặc là đồ đạc. Thì căn hộ của chúng ta ở gần khu vực bên này. Bây giờ chúng ta cùng vào bên trong. Thì đây là cái khu vực bếp. Bếp chủ đầu tư sẽ bàn giao trống như thế này, thì chúng ta sẽ về làm bếp, kệ bếp trên và kệ bếp dưới. Đây là cái khu vực phòng khách và tiếp giáp với khu vực ban công. Thì ban công của chúng ta sẽ có view như thế này nè các anh chị. Đây, view về hướng phân khu Rainbow. Cái trục đường về phía trung tâm thành phố thì chúng ta thấy được cái tòa nhà Landmark 81 rất là rõ đây nè các anh chị. Và phía xa một tí nữa thì chúng ta thấy được tòa Bitexco. Đây là khu vực khu công nghệ cao. Và cái khu đất này chúng ta sẽ là khu đất giáo dục, được xây maximum là khoảng 5 tầng đó các anh chị. Và phía trục đường này là ngay cái trục đường Phước Thiện. Thì chúng ta cư dân sẽ vô khu Origami bằng hai đường, từ đường Phước Thiện là khu đường chính, hoặc là chúng ta có thể đi theo trục Nguyễn Xiển và đi ngang qua khu Rainbow ở đây và vào khu căn hộ của chúng ta. Đây là cái lối vào của khu Phước Thiện các anh chị. Hiện cư dân đang về đây sinh sống khá là đông đúc. Và tiếp theo là chúng ta đi vào phòng khách. Đặc biệt chúng ta có 3 căn hộ 3 phòng ngủ, thì chúng ta mỗi phòng ngủ sẽ có một bàn giao, một máy lạnh LG và một phòng khách, thì chúng ta có tổng cộng là 4 máy lạnh. Chúng ta có video call. Đây là cái khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh sẽ bằng giao đầy đủ tất cả các trang thiết bị như thế này. Phòng tắm đứng. Thì về chúng ta sẽ làm thêm kính của phòng tắm đứng hoặc là một tấm rèm tùy theo nhu cầu của chủ nhân. Và đây là phòng ngủ đầu tiên. Tiếp theo là khu vực phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai cũng cùng hướng với phòng ngủ 1. Đó, tiếp theo đây là khu vực lô gia. Khu lô gia này chúng ta có một cái chó đi hướng này vô rất là lớn, rất là mạnh này các anh chị. Khi mà mở cửa ra thì nguyên một cái làn gió ùa vô khu vực phòng khách của mình luôn. Thì đây là khu vực sẽ giặt đồ, phơi đồ. Và chúng ta sẽ cũng có cái view về phía ngay cái lối vào, ngay cái sảnh của chúng ta luôn. Thuận lợi của những cái căn mà view hướng này á,
là chúng ta ngay cái trục đường và ngay cái lối vào, thì khi mà bạn bè hay là người thân của chúng ta tới thăm thì chúng ta sẽ ra đây, chúng ta chào họ thì họ sẽ biết được cái vị trí của căn hộ của mình như thế nào. Và tiếp theo, phòng ngủ thứ ba đó chính là phòng ngủ master. Thì phòng ngủ master sẽ rộng hơn hai phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ master thì có hướng cũng tương đương với chúng ta nhìn xuống sảnh ở bên dưới. Khu vực lối vào của tòa nhà X902. Và đặc biệt là phòng ngủ master chúng ta sẽ có nhà vệ sinh ở bên trong phòng đây các anh chị. Và có máy lạnh. Thì tất cả các trang thiết bị được bàn giao cao cấp của hiệu Toto, bồn cầu Toto. Đây là những cuộn giấy, khăn giấy. Đây là cái phòng tắm của chúng ta. Đó là căn phòng ngủ master. Giờ chúng ta quay ngược trở lại phòng khách nè các anh chị. Đó là căn hộ của mình, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Và chúng ta xem một vòng các anh chị. Đây, căn hộ của chúng ta là ngay sảnh thang máy phía ngoài. Và khi mà chúng ta vận chuyển đồ vô đây cho các cô chú lớn tuổi sẽ rất là thuận tiện, dễ dàng đi vào hướng này, đi vào cửa của mình. Và cửa của mình sẽ bố trí sẽ lệch so với cái hướng thang máy một chút nha các anh chị, sẽ không có trực diện. Đây là khu vực để bếp, hành lang đi vào căn hộ, đi vào phòng ngủ và nhà vệ sinh chung. Đây là cái khu vực phòng khách và ban công nhìn ra bề phía lên mắt 81 và bầu trời khá là đẹp nè các anh chị. Ở đây chúng ta sẽ thấy được toàn view của bầu trời và sẽ không có nhà nào đối mặt với nhà nào vì view này quay về hướng ra ngoài, hướng khu dân cư hiện hữu, hướng trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và khu trường học. Đó là cái lợi thế mà chúng ta sẽ không có đối mặt những nhà nào, ngó qua nhà nào. Đó là cái lợi thế, cái đặc điểm của chung cư mà khi mà chúng ta ở có sự riêng tư cho căn hộ. Khoa vừa dẫn cho các anh chị tham quan căn 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 82m², thuộc tòa X902 phân khu Origami nằm trong đại đô thị Vinhome Grand Park, thành phố Thủ Đức, quận 9 cũ. Thì các anh chị nào có nhu cầu ký gửi cho thuê hay là chuyển nhượng, hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 67 6655. Khoa sử dụng cho Zalo, Viber, Telegram, WhatsApp, LinkedIn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Nếu các anh chị thấy kênh YouTube của Khoa bổ ích cho mình thì hãy vui lòng đăng ký nút subscribe ở bên dưới để theo dõi các video clip tiếp theo. Khoa sẽ cập nhật các căn hộ và chủ nhân vừa mới đi nhận nhà. Các anh chị sẽ thêm được căn studio 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ sẽ khác nhau như thế nào ở trong khu Vinhome Grand Park của chúng ta. Hiện Khoa cũng đang có nhận ký gửi cho thuê chuyển nhượng các căn hộ từ Rainbow, Origami, Beverly Solari, Beverly và đặc biệt là khu nhà phố thấp tầng. Hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại trên. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.